Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tôi Người Vùng Cao Vinh nhá. Thế thì buổi sáng ngày hôm nay là buổi sáng chủ nhật các bác ạ. Sáng nay thì Vinh vừa mới đi mua một đống đồ để cho các bác khán giả ở trên kênh Tôi Người Vùng Cao Vinh. Thế thì bây giờ Vinh mới có cái thời gian rảnh để Vinh đi quay một cái video về chợ phiên ở trên Vùng Cao. Một cái ngày mưa gió các bác ạ. Hôm nay thời tiết rất là lạnh luôn, chỉ có khoảng 10 độ C thôi. Thế thì Vinh đang đi qua cái khu vực có thể nói là bán rất là nhiều cái loại đặc sản ở trên chợ phiên quê Vinh. Đây là những cái thân gỗ gọi là cái cây bổ máu ấy các bác, nó sẽ ra cái nhựa màu đỏ. Còn đây là các cái loại rau rất là tươi ngon của các bà người Hâm Mông. Ở đây thì chủ yếu là bán vào cái ngày chủ nhật thôi, còn ngày thường thì cái mặt hàng rượu này vẫn cần được bày bán này. Còn rau ấy thì là ngày thường họ sẽ bán ở phía sân chợ bên trên kia. Đây kiểu đi. Dạ vâng ạ. Kiểu Bắc Hà đi. Vâng. Đây là các bác này bán rượu ngô Bắc Hà các bạn ạ. Vâng. Đây ngày chủ nhật là bán nhiều rượu nhất, còn cái ngày thường thì họ bán lác đác khoảng độ 10 người bán thôi. Đây này, rất là nhiều rượu ngô Bắc Hà nhé. Các bác nào mua rượu ngô có thể liên hệ cho em. Mình đang đi qua một cái khu vực có thể nói là bán vô vàn các cái loại thảo dược ở trên Tây Bắc luôn các bác ạ. Đây này, quế hột rừng này, quế hột rừng, rồi là táo đỏ, rồi là các cái loại dược liệu quý các thứ này. Đó, rất là nhiều luôn các bác ạ. Các bác mua cái gì cũng có. Đây là lạp sườn này, còn đây là thịt hun khói này, rồi là thịt trâu gác bếp, rồi thịt lợn gác bếp các kiểu luôn. Còn đây là chẩm chéo Tây Bắc này các bác này, rất là nhiều nữa các bác nhé. Đây là để chấm thịt trâu các bếp hoặc là chấm hoa quả ăn này. Đó. Ở đây có bà cụ này bán rất là nhiều cái vòng này. Cái này có phải vàng không bác? À là mít ký à. Đây, các loại vòng rồi dây chuyền này rất là đẹp các bác nhé. Còn đây là bác người Mông này, bác có nhớ cháu không? Tuần trước hay là tuần trước nữa cháu vừa mua mật ong của bác nhỉ? Đấy, hôm nay lại gặp bác lại bán rất là nhiều mật ong này. Ôi trời ơi, mật ong này, ong này ong rừng à, bác nhỉ? Hay là bác nuôi đấy? Bắt ở trong rừng á? Đây, còn nguyên sáp luôn nhá các bác nhá. Đây, cháu quảng cáo tí, cháu xem tí nhá bác nhá. Vâng, cháu thử tí nhá. Cái này như là tuần trước cháu mua cho bác hay sao nhỉ? Vâng, đây. Đấy. Ăn hết đi. Ăn hết cái này á? Ừ, ăn hết cái này này. Thế để cháu thử xem là tuần này mật của bác có ngon không nhá. Các bác thử này, quay cái váy vào đây. Ừ. Cho xem. Mật này nó ngon, nó thơm thế nhỉ? Ừ, đúng rồi. Ôi dồi ôi. Bác nào mua mật ong có thể liên hệ cho Vinh nhá. Vâng. Vinh này qua đây Vinh mua ủng hộ cho bác này.
Cái này là mật bác vắt ra rồi đúng không? Nó vắt ra một thầy cho vào chai. Dạ vâng, nó nhiều quá nhỉ. Kiểu như là cái mật này ăn luôn cả sáp, nhưng mà sáp nó tan ra luôn trong miệng các bác ạ. Chứ nó không sơ. Cái này rất là thơm. Cái này có ít sáp thì nó có cả con nó này. Cái này sáp hơi già. Cái này ngâm rượu được. Cái này ngâm rượu ngon này. Đấy, bác nào mua mật ong có thể liên hệ cho Vinh nhá. Vinh cần qua đây mua ủng hộ cho bác này. Rồi, rồi. Chào bác nhá. Hôm nay chúc bác đắt hàng nhá. Ở đây có một vài cái cây sa nhân hay sao ấy các bác ạ. Thế thì sang bên này thì lại có rất là nhiều cái món đặc sản này các bạn này. Đó. Đây có bà cụ này, và món yếu cày rồi một ít đậu xí. Đây là những cái mặt hàng coi như là 10.000 đồng ba cái, gần như là đi chợ nào cũng có. Đây có bác này, bác này bán rau rồi là một vài cái chai mật ong này. Đấy, ở đây có nhân trần này. Rồi đây là có cả củ quay này, cái củ này. Rồi là mật ong, rất là nhiều mật ong các bạn ạ. Đây là cán để làm cán cuốt này. Một số cái loại thuốc này, thuốc nam. Cái này là cái cây nho rừng này các bạn này. Nho để mang về trồng đấy. Chúng ta có thể mua về để chúng ta trồng làm cảnh hoặc là trồng để ăn quả của nó. Đây các bạn ơi, ở đây có một cô chủ bán một ít cái thịt gác bếp các bạn ạ. Cũng như là lạp sườn. Đấy, ở đây có cả thịt trâu gác bếp các bạn nhé. Chỗ này hơi khói một tí tại vì em mới đốt lửa để sưởi. Hôm nay trời rất là lạnh các bạn ạ. Ở đây nhà em mới có bán rất là nhiều cái tam thất bắc, tam thất khô rồi ấy. Rồi là các cái loại rễ mú tườn, cây mú tườn các kiểu các bạn ạ. Ra đây thì lại có rất là nhiều cái bạc kích rồi là các cái nấm ngọc cẩu rất là nhiều luôn các bác ạ. Các loại thảo dược trên Tây Bắc luôn, hàng tuyển luôn các bạn ạ. Ở khu này là cái khu vực có thể nói là bán toàn hàng đẹp luôn các bạn nhé. Đó. Sắp đến cái chỗ mà sáng nay mình đi mua cái đồ thảo dược cho mọi người rồi. Đấy các bạn ơi, lại gặp lại cái chị bán dao rồi. Để xem hôm nay chị có cái mẫu dao gì đẹp không này. Đây là rất là nhiều cái dao để chặt xương. Đây, con này con chặt gà các bạn ạ. Nó khá là mỏng ha. Còn đây là con để chặt xương ống các bạn ạ. Chặt xương ống thì phải có cái loại dao nó dày, nó to, nặng bản như thế này. Đây cũng là chặt xương này. Hôm trước là Vinh mua một cây này về chặt xương, phải nói là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Chặt xương ống, xương lợn không cần phải sợ đến cái dao bị mẻ, mà dao nó vẫn sắc như thường luôn. Đây là cái dao bầu để thái thịt này. Này cũng dao để thái thịt này. Dao này là dao nhíp đấy nhở chị nhở. Và đây là loại đất này các bạn này. Còn đây là cái dao để chặt gà này. Chặt gà này nó nặng hơn tí, rơi vào khoảng 5 lạng đấy. Này, 7 lạng nữa. Có một cái để chặt xương nữa nhở. Cái để chặt xương thì nó lại nặng hơn tí các bạn ạ. Đây. Con này to hơn một tí, to hơn một tí và nặng hơn nó một tí. Này chuyên để chặt xương. Đây là những cái để chuyên để thái cũng như là gọt hoa quả các thứ. Rồi chị có cả dao gì đây? Bảo là nấu các bạn xem này. Tiểu dao à? Ồ, cái này để làm gì ấy chị? Cái đấy là dao lọc thịt đấy. À, lọc thịt à? Đẹp đấy nhở. Hôm nào em mua, có ai mua dao em lại gặp chị nhá. Vâng. Khu dưới này bà con bán rất là nhiều hương mọi người ạ. Hiện tại đang sắp đến Tết rồi. Đi qua khu vực này thì nồng nàn mùi hương luôn. Bởi vì là Tết thì người ta sẽ thắp hương nhiều. Mà thắp hương thì chủ yếu là thắp bằng cái loại hương tự làm của người Mông này thôi. Hương ở đây bà con sẽ thắp một vài nén ở trước cái gian hàng của mình để cho khách người ta mua, người ta có thể cảm nhận được hương này nó có cháy hay không và nó có thơm hay không các bạn ạ. Ở khu vực dưới này thì chúng ta sẽ thấy họ bán những cái rễ này. Đây là những cái rễ của cái cây tầm gửi, cây nghiến.
khá là to mọi người ạ. Còn đây là những cái cây hoa hồng rất là to này, có thể gọi là hoa hồng cổ luôn đấy. Mọi người mua hoa hồng cổ có thể liên hệ cho mình để mua nhé. Ở đây có là củ phúc khắc, rồi là củ hà thủ ô này, có một ít cái ba kích tím nữa. Đây chị có bán một ít cái tam xuất. Sáng nay mình đi qua đây thì thấy chị bán nhiều lắm, nhưng mà bây giờ sắp hết rồi. Đây có cả các cái loại đặc sản ở trên vùng cao nữa này. Mình chuẩn bị đến cái khu vực ăn uống của chợ phiên mọi người ạ. Ở đây thì chính cô này cô bán bạc ạ. Cái này thì to một tí, là cái tròn tròn đấy là đã một tí. Cái này thì 80 thôi. Cái này có phải bạc không bà? Đúng mà. Bạc hả? Vâng. Bạc thật luôn không? Vâng. Có bạn mang về thì chắc là bạc đấy nhỉ. Đây có thể bán một số cái loại dễ gì này, không biết là dễ gì mọi người ạ. Đây có cô này bán à. Dễ gì đây cô? À, không biết nói à. Đây, có một ít mắc khén tươi này. Cái này thì củ ấu tàu này. Rồi là hoa chuối, ớt mọi người ạ. Cô này không biết nói tiếng Kinh. Đây là những cái quán ẩm thực này, lâu lắm rồi không quay lại những cái quán ăn, những quán ẩm thực ở trên vùng cao này. Vẫn còn rất là nhiều cái món ngon này. Hiện tại đang là thời điểm đi ăn của bà con đấy. Đây gà đen rồi là gà trọi các kiểu luôn. À được. Dạ vâng. Vâng. Đây có gà trọi sao con to lắm này. Món này là món thắng cố nhá mọi người nhá. Món thắng cố mà đặc sản nhất ở trên vùng cao bọn mình nhá. Đây là thắng cố ngựa các bạn ạ. Trong thắng cố ngựa thì thường chủ yếu là có thịt ngựa rồi da ngựa, rồi là các cái loại lòng ngựa các bạn ạ. Lòng cũng như là một số cái nội tạng của ngựa. Trong này quán có rất là nhiều người đang ăn uống. Hiện tại còn chật cả các cái bàn nữa các bạn ạ. Đây mình sẽ đưa mọi người đi tham quan một vòng cái chợ ẩm thực ở chợ phiên Bắc Hà nhé mọi người nhé. Đây có chị gái cũng bán thắng cố này. Rồi đây là các cái món lòng, rồi là tràng lợn rất là đẹp luôn. Gà đen này. Và những cái món ăn đặc sản ở trên vùng cao luôn. Lâu lắm rồi không gặp cô nhỉ. Đây rất là nhiều món ngon mọi người. Quán đang rất là đông này. Đấy. Đi hết con đường này lên tiếp trên kia nó phải rơi vào khoảng độ 200m. Toàn là quán ăn hết mọi người ạ. Đấy, bà con ăn uống rất là hào hứng cũng như là rất là tình cảm ở chợ phiên Bắc Hà trên này.